Cháu sang múc cho mỗi người vô di cư xong rồi vẫn còn một ít nữa. Vẫn còn đấy. Cho nên nó đích ấy, nó kêu là mong ơi có đói không? Cho nên là múc cho nó ít để tiện thể hai mẹ con ăn luôn. Đây ngồi chỗ nhà ga này ăn ạ. Cháo rất là thơm luôn á, cho nên Lích nó thấy thèm. Ok, hai mẹ con mỗi người một một chén đây. Tích một chén mà mong một chén. Nè. Mời cameraman. Hai mẹ con cũng mời cô chú anh chị và các bạn ăn cháo cùng với hai mẹ con ạ. Và xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Mình Biển. Phải ăn thử cái cháo của mình coi nó ngon không ấy chứ nhỉ. Ngon không con? Ngon hả? Một người đi quay phim cho Sang với mua với Sang đi phát cháo. Thì nó đi một hồi mình thì nó cũng mệt á. Nó mệt mà nó đói. Uống cà phê không á? Con uống không? Con uống nó còn khỏi ngủ luôn á, mama không uống đâu. Ok, uống. Cháo rất là ngon và thơm. Cháo thịt bò đó các bạn ạ. Ngon lắm. Sang còn bỏ cánh gà vô, sang nấu nước để cho nó ngọt nước á. Rồi cháo thịt bằm mà sang xào lên cho nó thơm á. Rồi thả vô cháo. Ngon quá. Ai ăn cháo không? Ai ăn cháo không? Mama ơi, không biết Việt Nam gì đây. Là Đức đang hỏi là mama ơi, không biết Việt Nam là làm cái gì đó, là có nghĩa là bán cháo á. Ở Việt Nam á, mấy người mà họ chạy xe vòng vòng đi bán cháo khuya á. Ai cháo khuya không? Hai mẹ con sẽ nở xàm quá ha. Chỗ này hai mẹ con ngồi là một cái góc ở trong chỗ nhà ga. Cái đây là ngay chỗ cái cầu thang mà cầu thang điện đi lên đi xuống. Mọi người thấy sẽ sang ngồi ở đây thì hơi kỳ kỳ, nhưng mà chỗ này thì nó không có gió và nó ấm. Cho Sang xin chia sẻ một chút là có một anh ở bên Đức. Anh ấy giống như anh trai của Sang vậy đó. Anh có tặng và cho người vô gia cư ở Bỉ là 300 euro. Thì anh trích cho 100 euro để tặng cho cameraman. Anh nói là cameraman, cảm ơn cameraman đã đưa anh tới cho anh biết tới Sang Thị Nở. Sang cảm ơn anh rất là nhiều. Còn 200 kia thì để giúp cho vô gia cư. Thì Sang xin cảm ơn anh thay mặt người vô gia cư ở Bỉ, cảm ơn anh rất là nhiều. Sang rất là phân vân là 100 euro kia của Lít. Hiện tại Lít nó còn nhỏ, nó không có biết xài tiền. Mình cũng có hỏi ý kiến anh là Sang tính lấy cái tiền đó để cho giúp vô gia cư, nhưng mà để ưu tiên cho những người mà khó khăn hơn á. Thì anh nói là không, cái phần anh cho Luyết thì anh cho nên là Sang tôn trọng cái quyết định của anh. Sang để riêng cho Luyết. Còn mamon của Luyết xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin bình an và những cái phần phước mà Sang làm á, xin chia sẻ lại cho anh. Xin bình an đến cho gia đình anh và cho tất cả mọi người đang xem video Sang Thị Nở ạ. Và Sang nhân tiện đây Sang cũng cảm ơn trưởng lão khất cái ở bên Đức rất là nhiều luôn, luôn đồng hành cùng với Sang, cùng với một anh nữa là ở bên Mỹ, anh ấy hỗ trợ cho Sang rất là nhiều luôn đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đã vậy còn có các bạn đang xem video Sang Thị Nở nữa, như Trương Nguyễn hoặc là như chú Bảo, rồi chị Nguyễn Thị Kim gì đó. Sang nhớ những cái tên mà rất là thường xuyên đồng hành cùng với mình đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Có ăn nhanh thế, ăn nữa không? Ngon rồi hả? Lúc nó kêu nó thấy người ta uống cà phê ngon, nhưng mà Sang không dám cho nó uống tại sợ nó ngủ không được á.
Có ông Phong uống cà phê luôn à? Ai vậy? Jerry. Jerry á? Dạ. À. Jerry có ngủ được không? Có. À. Cháo của Sang nấu coi bộ là số 1 luôn các bạn, ngon lắm á. Quê quá cô chú anh chị các bạn ạ, tự ăn về và tự khen. Mình ăn thử mình thấy ngon thì những người vô gia cư khác họ ăn họ cũng sẽ thấy ngon đúng không ạ? Thê bùn. Ngon quá. Khi phải sao? Mama. Thê bùn á? Thê bùn á? Thank you. Bây giờ Sang phải đi ra chỗ mà hai cô chú mà vô gia cư mà người Tây á, để xem coi họ có ở đó không. Nếu mà có thì cho họ ăn cháo và tặng cho họ chút tiền. Số tiền của trưởng lão khất cái cũng vẫn còn ở đây á. Hiện tại thì Sang thấy họ vô gia cư tạm thời như vậy, họ không có tiền bạc gì đâu ạ. Sang cũng biết đó là nếu mà chờ CBS ít nhất cũng phải nhanh nhất là 1 tháng, nhanh nhất là 1 tháng, còn không mới là phải là 3 tháng trở đi á mới có được tiền đó. Thì bây giờ trong cái lúc này á, thì mình giúp được cho cô chú cái gì đó thì mình giúp. Rồi khi nào cô chú mà có được chỗ ở rồi, có cuộc sống ổn định rồi thì chắc chắn cô chú sẽ nhớ tới người Việt Nam của mình ha. Ok, đeo khẩu trang vô ha. Con uống cà phê á? Mama không uống đâu. Bé bé uống không? Ôi, bé bé uống cà phê nữa hả? Rồi bé bé. Sau khi cho Lích uống cà phê xong và bây giờ hai mẹ con lại tiếp tục đi hành trình mang cháo ra cho người vô gia cư. Lần này thì đi thẳng đến cái chỗ mà hai cô chú vô gia cư ngủ ở chỗ xe điện ngầm luôn. Cái chỗ này rất quen thuộc, đi vòng vòng ở chỗ nhà ga này luôn á thì các bạn sẽ biết là có phần trước và phần sau, còn phần bên hông nữa. Bởi vậy ở đây nhà ga này rất là lớn, chia ra được rất là nhiều nhánh. Đã vậy còn có xe điện ngầm nữa, đi cũng rất là tiện luôn ạ. Cái giờ này là cái giờ mà người ta đang đi làm về, đến giờ rất là cao điểm. Mà không biết hai cô chú mà vô gia cư mà người Bỉ đó có còn ở đây hay không á. Không phải là có ở đây hay không, và ban ngày thì thường họ phải dời đi á, tối mới được về ngủ thôi. Lê Bộ Vung ăn cháo xong Lê Bộ Vung đi mất tiêu rồi. Giờ Sang đang đi ra chỗ mấy chỗ hai vợ chồng đó nè. Hình như không có họ ở đấy rồi hay sao á. Cái giờ này á, là người ta không có cho những người vô gia cư ngồi ở trong nhà ga đâu. Đúng rồi, hai vợ chồng cô chú đó không có ở đây rồi. Có bà cụ ngồi ở chỗ này. Không biết bà cụ có muốn ăn cháo không, để Sang hỏi bà cụ coi có ăn không nha. Bonjour. Vous mangez soup? Soup? Oui. Soup le viande. Non, déjà mangé. Ok. Dạ. Đây nè, cái chỗ mà hai vợ chồng họ ngủ ở đây này, nhưng mà hôm nay không có gặp rồi. Có thể là họ bị dọn đi chỗ khác á, tại vì không có được ngủ ở chỗ này nè. Buổi tối nhiều khi họ, bởi vậy hèn gì Sang thấy là họ có cái chiếc xe đẩy á, để họ đẩy đồ đi.
thường không có được để mấy cái chỗ công cộng như thế này đâu. Rồi tối mới về đây ngủ. Bây giờ sang đi lại chỗ nhé, nhà ga. Đi lên trở lại chỗ mấy chú vô gia cư mà ngủ ở trước cửa nhà ga này nè. Để xem coi mấy chú đã thức chưa. Thì cho cái cháo cho nó hết đi ạ. Cũng còn ít thôi, không còn nhiều đâu ạ. À, họ thức rồi. Oui, bonjour. Chú mong súp. Chú mong súp Việt Nam. Ở đây thì có 3-4 chú gì đó, nhưng mà có người ăn thì người không ăn. Hai chú, một chú thì tò mò không biết là món ăn gì, còn một cái chú kia thì chú gật đầu luôn ạ. Không có thành vấn đề gì hết, còn chú này chú nhìn coi trong đó là cái gì. Đó, nhưng mà tại vì có thể nhiều khi họ không có biết những cái món ăn Việt Nam này của mình ấy, cho nên là họ thấy hơi thắc mắc. Lần sau thì Sang sẽ để xem coi Sang tính nấu một cái món nuôi ấy, cho họ dễ ăn hơn. Các bạn thấy như thế nào? Rồi, mamon cho cà phê aussi. Le cà phê aussi. Sang quay qua sang hỏi các chú có muốn uống cà phê không á, thì các chú nói là không có muốn uống gì hết. Chỉ có cái chú mặc áo đen kia thì chú nói là chỉ có ăn cháo không thôi. Và Sang biết á, thì đã tiếp xúc với mấy chú này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mấy chú cũng từ chối cái sự giúp đỡ của mình. Có thể họ thích cái cuộc sống như thế này chăng? Bây giờ thì Sang xin sử dụng số tiền của trưởng lão khất cái tặng cho các chú, mỗi chú 5 đồng. Thì cái chú áo màu đen ấy thì chú lấy, còn cái chú áo đội áo da này ấy thì chú nói là chú lấy, nhưng mà chú lấy cái tiền này để chú gọi điện thoại. Mới đầu thì chú từ chối trưởng lão khất cái à, nhưng mà sau này thì chú nhận, chú nói để gọi điện thoại về Amani vậy đó. La telephone de Alemania. Anh ta lấy tiền để anh ta gọi điện thoại, hình như Sang nhớ vậy. Dạ. Vậy là Sang đã phát xong cháo rồi đấy ạ. Bây giờ hai mẹ con chắc là dọn dẹp xe đi về. Cái cháo của mama của Sang còn có chút xíu thôi các bạn ạ. Chắc còn được chút xíu, được một chén à. Là hết rồi. Thôi bây giờ hai mẹ con đi về. Như vậy là cũng được rồi. Hôm nay thì Sang đã sử dụng hết 15 euro để Sang giúp cho những người vô gia cư. Sang đã nấu đồ ăn rồi. Thì cái phần mà 15 euro đó Sang xin trích số tiền của trưởng lão khất cái ấy, Sang tặng cho những người vô gia cư. Ủa, đi coi, không phải ở đây. 15 euro đó thì Sang đã chích cho một cái anh mà vô gia cư đứng gác cửa. Và hai chú vô gia cư ngồi ở trước cửa nhà ga này, mỗi người là 5 đồng. Sang thấy là những người vô gia cư ấy, không phải ai cũng tham đâu các bạn. Có người họ lấy tiền, có người họ không lấy. Thì thôi, mình giúp được gì cho họ thì mình giúp vậy ạ. Sau khi phần cháo đã được phát hết rồi á, cái xe của Giang nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều, cho nên á, khi mà đi đâu cái gì á, cũng kéo rất là dễ dàng, không còn nặng ì ài ạt như lúc đầu nữa các bạn ạ. Hai mẹ con Giang á, bây giờ lên trên xe lửa được rồi các bạn. Video của Giang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau tiếp theo của Giang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại.